Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Quảng Trị, nghĩa tình người lính mang quân hàm xanh. Hà Nội, doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao những thay đổi trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Đà Nẵng, bắt đối tượng uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Cà Mau, báo động về hành vi dùng xung điện trong khai thác thủy hải sản. Thưa quý vị, từ miền núi cao cho đến miền biển bãi ngang, nhiều trẻ em nghèo tỉnh Quảng Trị đã được đến trường nhờ vào tấm lòng của những người lính biên phòng. Nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam 3 tháng 3 1959, 3 tháng 3 2017, chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu về công việc tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại vô cùng ý nghĩa này của các chiến sĩ mang quân hàm xanh ở tỉnh Quảng Trị. Để được ngồi học cùng với các bạn trong lớp như hôm nay, em Hồ Thị Thủy ở xã An Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị không bao giờ quên được tấm lòng của các chiến sĩ biên phòng. Nhà trọ rất đông vì anh chị em cũng đi học, cho nên nhà trọ rất khó khăn. Cháu cảm thấy rất là vui vì các chú bộ đội đã giúp đỡ cho cháu được đi học đến trường. Cháu rất cảm ơn mấy chú bộ đội. Mỗi em là mỗi mảnh đời, mỗi số phận. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của người lính mang quân hàm xanh nên các em tiếp tục được đến trường. Thực hiện chương trình nâng bước em đến trường do Bộ Tư lệnh Biên phòng phát động, đến thời điểm này, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã hỗ trợ 73 em học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó có 10 em ở nước bạn Lào, mỗi suất 500.000 đồng cho mỗi em. Những đứa trẻ này, với các em, con đường đến trường sẽ vô cùng nhọc nhằn nếu như không có sự hỗ trợ của người lính mang quân hàm xanh. Còn mong ước của các anh chiến sĩ biên phòng là làm sao giúp được các em vươn cao, vươn xa trong tương lai để xây dựng quê hương đất nước. Thưa quý vị, tại buổi công bố sách trắng 2017, ấn phẩm thường niên lần thứ 9 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm vừa được tổ chức tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư châu Âu đã đánh giá cao những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong năm qua, đặc biệt với việc Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam EVFTA chính thức có hiệu lực vào năm 2018. Việt Nam được đánh giá sẽ trở thành điểm đến kinh doanh hứa hẹn nhất tại khu vực Đông Nam Á cho các doanh nghiệp châu Âu. Theo báo cáo giai đoạn 2016-2017 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam hiện đang xếp thứ 60 trên 138 nền kinh tế, vượt 4 bậc so với giai đoạn 2015-2016, cho thấy những thay đổi tích cực trong môi trường kinh doanh như những cải thiện khung pháp lý hiệu quả và sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Đặc biệt khi EFTA có hiệu lực, thì Việt Nam sẽ có vai trò quan trọng trong việc tạo nên cầu nối giữa 620 triệu dân Đông Nam Á và 743 triệu người dân châu Âu. Việt Nam là quốc gia thứ hai trong khối ASEAN sau Singapore đã đàm phán một hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, trở thành một ví dụ tiêu biểu cho các quốc gia đang phát triển khác hợp tác với Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, thiếu hụt nguồn nhân lực đã qua đào tạo, một số chính sách còn bất ổn, các quy định về thuế vẫn là những rào cản mà doanh nghiệp châu Âu e dè khi muốn đầu tư tại Việt Nam. An toàn thực phẩm là một trong những nội dung thảo luận được nhiều đại biểu quan tâm, bởi thị trường hơn 1 tỷ dân của cả Việt Nam và châu Âu hứa hẹn là một tiềm năng khai thác cho cả hai bên. Nhiều chuyên gia khuyến nghị Việt Nam không chỉ cần tăng cường an toàn thực phẩm mà còn phải phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng nông nghiệp bền vững. Cũng tại phiên làm việc ngày 2 tháng 3, các vấn đề liên quan đến chính sách thuế, hải quan, hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam cũng được các đại biểu trong và ngoài nước cùng thảo luận. Sản phẩm cao sao vàng từng gắn bó với người Việt Nam suốt nhiều năm, giờ lại gần như vắng bóng ở thị trường nội địa. Thế nhưng ít ai biết là sản phẩm này lại đang được rao bán trên trang Amazon với giá gấp 80 lần giá bán ở Việt Nam. Cao sao vàng không những là sản phẩm chăm sóc sức khỏe quen thuộc của người Việt Nam. Hộp dầu cao sao vàng còn nổi tiếng tại Liên Xô, Đông Âu. Sau một thời gian trầm lắng tại Việt Nam, từ năm 2013 tới nay, cao sao vàng bỗng sống lại ở thị trường quốc tế. Hiện cao sao vàng là sản phẩm bán chạy tại nhiều trang bán hàng trực tuyến quốc tế, được cộng đồng khách hàng thương mại điện tử quốc tế đánh giá cao và thường cháy hàng trên các website mua bán như eBay, Amazon hay các gian hàng dược phẩm online ở nhiều nước như Anh, Mỹ, Úc. Dù được miễn phí vận chuyển, khách sẽ vẫn phải trả mức giá 7,45 đô la, tương đương 170.000 đồng cho mỗi hộp cao có trọng lượng chỉ 3 gram, tức là gấp 80 lần giá bán tại Việt Nam, chỉ khoảng 2.300 đồng một hộp. Thưa quý vị, theo Nghị định 01 mới của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về luật đất đai, thì từ ngày 3 tháng 3 năm 2017, các trường hợp mua bán chuyển nhượng đất bằng giấy tay sẽ được cấp sổ đỏ.
Theo đó, thì phạm vi thời hạn cấp sổ đỏ cho những trường hợp này đã được mở rộng đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2008, thay vì trước mốc ngày 1 tháng 7 năm 2004 như trước đây, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, đến tháng 9 năm 2016, toàn thành phố có khoảng 110.000 trường hợp chưa cấp sổ đỏ, cũng như quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vì không đủ điều kiện. Trong đó có 37.466, chiếm 42,3% trường hợp và sẽ tiếp tục tăng cao. Phần lớn các hợp đồng mua bán đất này đều không đủ điều kiện và diện tích cho phép, hoặc chủ đất cũ vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó không có giá trị pháp lý. Như vậy, nghị định mới của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về luật đất đai sẽ hỗ trợ giải quyết nhu cầu của các chủ sở hữu này. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với những cái trường hợp mà được mà giấy tay đó thì giúp cho cái cơ quan nhà nước có thể quản lý và kiểm soát cái việc mà quản lý đất đai nó thuận tiện, nó dễ dàng. Còn đối với người dân đó, thì việc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó thì là một trong các cơ sở để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Các hồ sơ mà cần chuẩn bị là đơn đề nghị thứ hai nữa là các cái giấy tờ mà về quyền sử dụng đất hiện có, nếu trong trường hợp này có thể là cái giấy tờ tay mua bán tay đó, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bản sao của người sử dụng đất, bản đồ hiện trạng của cái khu đất. Bên cạnh đó, cũng theo những điều sửa đổi và bổ sung trong luật đất đai, thủ tục hành chính về thời gian chuyển mục đích sử dụng đất không quá 15 ngày thay vì 30 ngày như trước. Như vậy, với quy định này sẽ giúp hàng ngàn người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước sẽ được hợp thức hóa bất động sản của mình. Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa đưa ra đề xuất việc thuế môi trường nên được tính theo số lượng túi ni lông thay vì đánh thuế theo khối lượng túi như trước đây, giúp hạn chế việc sản xuất túi ni lông, tránh ô nhiễm môi trường. Mặc dù vậy, vẫn còn một số ý kiến trái chiều xoay quanh về đề xuất trên. Từ trước đến nay, việc đánh thuế mặt hàng ni lông vẫn dựa trên khối lượng túi, nên các đơn vị sản xuất thường làm các loại túi ni lông mỏng để có số lượng túi nhiều hơn. Như vậy, số lượng túi ni lông thải ra môi trường sẽ ngày càng nhiều. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc đánh thuế dựa trên số lượng túi sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, với đề xuất này khi áp dụng tại Việt Nam, có lẽ vẫn còn nhiều vướng mắc. Đúng là cái cách tính thuế, cái mức thuế hiện nay đối với cái túi ni lông ở Việt Nam thấp hơn nhiều nước trên thế giới. Tôi vẫn ủng hộ cái quy định tại điều 8 của luật thuế bảo vệ môi trường, tức là đơn vị tính thuế đó là tính trên trọng lượng, tức là tính kilogram, mà bao bì thì có nhiều loại khác nhau, lại có các cái mức thuế khác nhau nữa thì nó sẽ rườm rà hơn rất nhiều. Còn nếu áp dụng trọng lượng như hiện nay thì nó sẽ đơn giản và rất là chính xác luôn, hạn chế việc sử dụng cái sản phẩm có hại cho môi trường. Thì áp dụng cái mức thuế tuyệt đối hay là mức thuế tương đối tăng lên. Để mang lại hiệu quả bảo vệ môi trường, các cơ quan chức năng cần cân nhắc thật kỹ khi áp dụng đề xuất này để đem lại hiệu quả giảm thiểu tình trạng túi ni lông gây ô nhiễm trong môi trường như hiện nay. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 tới, bộ phim Kong Skull Island sẽ được công chiếu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Theo các chuyên gia, việc hãng phim Legendary chọn Việt Nam làm bối cảnh quay cho bộ phim trên chính là món quà quý giá cho ngành du lịch Việt Nam. Hạ Long, Ninh Bình và Quảng Bình là những địa điểm trở thành bối cảnh chính của bộ phim này. Từ hình ảnh trong các trailer giới thiệu phim, những góc quay rộng từ trên cao để giúp người xem ấn tượng với bối cảnh thiên nhiên rộng lớn, nguyên sơ và sự kết hợp của địa hình sông, đầm lầy, đồng cỏ và tổ hợp núi đá vôi. Tất cả những địa điểm này hứa hẹn sẽ rất thu hút du khách khi bộ phim được công chiếu, đặc biệt là du khách quốc tế, bởi ngành du lịch đã chứng kiến sức hút khách quốc tế qua một số bộ phim lấy bối cảnh tại Việt Nam. Linh Đô Sinh được quay ở Hạ Long. Thì khi mà chiếu ở Pháp và các nước châu Âu thì phải nói rằng đó là cái hình ảnh của một cái chiếc tàu buồm trên vịnh Hạ Long lên màn ảnh rộng của phim thì phải nói là tuyệt vời. Và đó là một làn sóng khách du lịch từ châu Âu đến Việt Nam và đi Hạ Long. Đó là một cái điển hình mà tôi cho rằng đó là khi mà chúng ta tạo điều kiện để có những cái phim về Việt Nam. Cũng từ sau khi đoàn phim Kong Skull Island sang Việt Nam, hiệu ứng từ những cảnh quay ở Quảng Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình đã làm nhiều nhà sản xuất phim nước ngoài đến Việt Nam để khảo sát cho những dự án tương lai. Nhiều người kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành phim trường quốc tế và có nhiều tác phẩm điện ảnh mang vẻ đẹp của Việt Nam ra thế giới hơn nữa. Điều cần làm lúc này là Việt Nam cần chuẩn bị thật tốt cho những cơ hội sắp tới. Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Thưa quý vị, tại Buôn Cô Tam, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Mỹ Trang, trú ở Buôn Cô Tam, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột. Nghi phạm là Nguyễn Văn Hùng, chồng nạn nhân. Theo một số nhân chứng cho biết, khoảng 8 giờ sáng 2 tháng 3, người dân quanh khu vực nghe tiếng kêu cứu của chị Trang. Khi chạy sang thì thấy thi thể chị Trang nằm dưới đất với nhiều vết thương trên người. Còn người chồng thì uống thuốc gì có, rồi sau đó nhảy xuống giếng tự sát. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một con dao và một chiếc rìu có dính máu, nghi là hung khí gây án và vật chứng có liên quan. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ nguyên nhân diễn biến của vụ án. Thưa quý vị, chiều tối ngày 2 tháng 3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải đối tượng Y A Nghĩa, sinh năm 1995, trú tại thôn M Răng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, từ huyện Đơn Dương về Công an tỉnh để điều tra về hành vi dùng dao đâm chết người. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3, Y A Nghĩa, Ca Quốc, sinh năm 1993 và hai người bạn là Y A Hờn và Ca Quyền cùng trú tại thôn Ma Rắc, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, uống rượu tại nhà hàng xóm là bà Nai Diệu. Trong lúc uống rượu, giữa Y A Kĩa và Ca Quốc nảy sinh mâu thuẫn, Quốc đã dùng ly thủy tinh đánh vào mặt của Y A Kĩa. Bực tức vì bị đánh, nên Nghĩa đã chạy về nhà lấy con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người Quốc, sau đó bỏ về nhà. Quốc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Sáng ngày 2 tháng 3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Y A Kĩa về hành vi dùng dao đâm người khác dẫn đến chết người. Một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng vào chiều ngày 2 tháng 3. Đối tượng gây án đã dùng hung khí uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, y đã bị các lực lượng công an phối hợp trấn áp và bắt giữ. Đối tượng thực hiện vụ cướp là Phan Văn Hoàng, 25 tuổi, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 3, sau khi sử dụng ma túy đá, Hoàng xông vào chi nhánh ngân hàng Vietinbank đóng trên đường Ngô Huyền, dùng dao inox uy hiếp nhân viên giao nộp số tiền 50 triệu đồng. Thực hiện trót lọt hành vi, Hoàng bình tĩnh đếm đủ số tiền mình yêu cầu ngân hàng giao nộp rồi mới rời khỏi ngân hàng. Ngay sau đó, Hoàng đã bị lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Sơn Trà và Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên mới quyết định thực hiện hành vi nói trên. Được biết, Hoàng có tiền sử sử dụng ma túy quá liều, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép ma túy từ Bắc vào Nam, tạm giữ hai đối tượng, thu giữ hơn 2 kg ma túy đá và 700 viên thuốc lắc. Qua quá trình theo dõi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan phía Nam, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Trịnh Tấn Huy, sinh năm 1980, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên ra Hà Nội để mua một lượng lớn ma túy. Sau đó y giao cho đối tượng Vũ Ngọc Cường, sinh năm 1989, quê Nam Định, vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh bằng đường tàu hỏa để cung cấp cho các đại lý nhỏ lẻ. Sau hơn một tháng theo dõi, đến ngày 24 tháng 2, lực lượng công an phát hiện Cường mang 1,8 kg ma túy đá vừa vận chuyển ở ga Sài Gòn về nhà Huy ở một chung cư tại quận 11 nên tiến hành bắt giữ. Khám xét nhà Huy, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 700 viên thuốc lắc cùng hơn 200 gram ma túy đá. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng trên khai nhận thường mua ma túy với số lượng lớn từ miền Bắc để đem vào bán lại cho các đầu mối chân rết tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 3, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháy xe tải chở tạp hóa xảy ra vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 2 tháng 3 tại km 10+900 trên tuyến đường DT762 thuộc địa bàn ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom. Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 55 phút ngày 2 tháng 3, tài xế Huỳnh Tấn Trọng, 37 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, điều khiển xe tải biển số 49C02222 lưu thông trên tuyến đường DT762 theo hướng Trạm Bơm ra tuyến quốc lộ 20. Khi đến đoạn đường trên, tài xế phát hiện lửa bốc lên ở cabin để dừng xe lại kiểm tra và dùng nước xịt. Nhưng do trên xe chở hàng tạp hóa và một số mặt hàng dễ cháy, nên chỉ trong phút chốc, ngọn lửa bốc lên nguồn nguồn bao trùm lên toàn bộ xe. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 Công an huyện Trạm Bơm đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Và sau hơn 10 phút chữa cháy, ngọn lửa đã bị khống chế dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, chiếc xe chỉ còn trơ lại khung sắt, toàn bộ kính xe bể nát, tất cả hàng hóa trị giá hàng trăm triệu bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, vụ cháy có thể do chập điện, nguyên nhân vụ việc đã được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 3, một chiếc ô tô 4 chỗ do một nữ tài xế điều khiển đang lưu thông trên đường Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội thì mất lái, leo lên giải phân cách rồi lao xuống kênh nước khiến chiếc xe lật ngửa giữa kênh. May mắn là không có thương vong về người. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 3. Chiếc ô tô con đang lưu thông trên đường Nguyễn Cơ Thạch,
thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, thì mất lái leo lên giải phân cách rồi lao xuống kênh nước khiến chiếc xe lật ngửa giữa kênh. Người chứng kiến sự việc cho biết chiếc xe ô tô đã đâm xuống kênh nước và lật ngửa. Trong xe thời điểm đó có một phụ nữ. Sau khi nghe một tiếng rú ga kinh hoàng, nhiều người dân đã vội vàng xuống kênh để đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Rất may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo có sự việc lên cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tra vụ tai nạn. Cơ quan công an đã huy động chiếc xe cần cẩu để kéo chiếc xe bị nạn lên khỏi kênh. Cuối cùng là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, thời gian qua, ý thức bảo vệ nguồn lợi tự nhiên của người dân vẫn chưa được cải thiện. Chúng tôi muốn nói đến tình trạng đánh bắt theo kiểu tận diệt, nhất là hành vi sử dụng xung điện trong khai thác thủy hải sản, ghi nhận trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Vừa qua, lực lượng thực thi nhiệm vụ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau đã tăng cường tuần tra và phát hiện, lập biên bản nhiều phương tiện khai thác hải sản không đúng quy định. Trong đó có hành vi khai thác sử dụng ngư cụ có mắt lưới nhỏ, chất nổ, xung điện. Những hành vi này đang làm cho nguồn lợi hải sản ngày càng cạn kiệt, ảnh hưởng đến đời sống của phần lớn người dân. Hiện nay là ngư trường cạn kiệt cá, khoảng 3, 4, 5 tấn cá là giữ này, hồi xưa 9, 10 tấn. Muốn cũng cơ quan các cấp mà để mà ngăn chặn những anh em mà đánh bắt ở trong cái khu vực cấm, đánh bắt những xung kích, những phần điện đài để cho cá mắm, để cho nó có cái sự nguồn lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có quy định cụ thể về việc khai thác đánh bắt thủy sản, đặc biệt nghiêm cấm các hành vi sử dụng chất nổ, điện, công cụ kích điện, hóa chất, chất độc để đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, những hành vi bị cấm nêu trên vẫn đang diễn ra trên vùng biển tỉnh Cà Mau. Và trong cái quá trình xử phạt thì phạt rất là nghiêm. Những trường hợp tái phạm thì xử nặng hơn. Tất cả các cái thiết bị dụng cụ mà phục vụ cho cái hành vi vi phạm này là đều bị tịch thu. Dự báo trong những năm tới, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh sẽ còn giảm. Khai thác tận diệt cũng đồng nghĩa với việc ngư dân đang tự làm suy yếu ngành nghề, ảnh hưởng cuộc sống về sau của chính mình. Vì vậy, người dân cần có ý thức tự bảo vệ nguồn lợi thủy sản để có nguồn thu lâu dài hơn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Cà Mau dần ngao ngán bởi nông sản Việt Gáp, dù được bao tiêu vẫn bí đầu ra. Liên tiếp có thêm các ca ngộ độc rượu nghiêm trọng nhập viện. Quảng Bình mất an toàn lao động từ những hợp đồng sai luật. Thanh Hóa những hệ lụy khi nghiện game online.